Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin chiều nay, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Tối qua, tại phố đi bộ Kim Đồng, thành phố Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng người dân đón thời khắc bước sang năm mới 2024. Rất đông người dân và du khách vô cùng hân hoan khi được gặp người đứng đầu chính phủ. Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay thăm hỏi nhân dân Cao Bằng trên dọc tuyến phố đi bộ Kim Đồng. Chương trình bắn pháo hoa tầm thấp mừng năm mới 2024 kéo dài 15 phút bên bờ sông Bằng Giang thu hút rất đông người tới chiêm ngưỡng. Dịp này được xem như niềm vui kép của người dân Cao Bằng. Ngoài câu chuyện vui vẻ năm mới dương lịch cùng gia đình, ngắm những chùm pháo hoa rực rỡ màu sắc, nhiều người còn rất phấn khởi khi được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm Cao Bằng và tham dự lễ khởi công dự án cao tốc đầu tiên của tỉnh. Đêm qua, 40.000 cư dân EcoPark và du khách được đắm chìm trong đại nhạc tiệc EcoPark Countdown 2024. Đây là năm thứ 6 sự kiện này được tổ chức. Khán giả thực sự mãn nhãn với bữa tiệc của hiệu ứng ánh sáng âm thanh sống động. Điều làm nên sức hấp dẫn của chương trình năm nay là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như sự xuất hiện của cặp mẹ con nổi tiếng làng nhạc Việt Mỹ Linh, Mỹ Anh. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Vũ Cát Tường, Lâm Bảo, Phát Huy T4, ban nhạc đến từ Nhật Bản K-Rock cùng các nghệ sĩ trẻ đầy tài năng đem đến cho người nghe một đêm nhạc sôi nổi nhưng lắng động đầy cảm xúc. Đêm giao thừa dưới ánh sáng rực rỡ của pháo sáng cùng tiếng chuông đồng hồ ngân vang với giai điệu quen thuộc của bài hát Happy New Year, mọi người hân hoan kỳ vọng vào một năm mới với nhiều thay đổi tích cực. Tại thành phố Hưng Yên, sáng nay, thời tiết nắng ấm thuận lợi cho các hoạt động vui chơi của người dân trong ngày đầu tiên của năm mới 2024. Trên nhiều trục đường chính như đường Nguyễn Văn Linh, Điện Biên, Nguyễn Thị Thuật, Trưng Trắc, Phạm Vũ Lão, lượng người xe cộ đổ ra đường đông hơn ngày thường. Nhiều gia đình có trẻ nhỏ chọn các địa điểm có khu vui chơi như khu vực quảng trường công viên Nam Hòa để cùng nhau nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng niềm vui trong ngày đầu năm mới. Để chào đón Tết Dương lịch 2024, những ngày trước đó, thành phố Hưng Yên đã tích cực chỉnh trang đô thị, trồng mới trên 15.000 cây hoa các loại và thực hiện tổng vệ sinh toàn bộ rác thải tồn đọng trên các tuyến đường. An ninh trật tự được tăng cường đảm bảo an toàn cho mọi người đón Tết Dương lịch vui tươi, hạnh phúc. Ngày đầu tiên của năm mới, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Festival Huế 2024 được mở đầu bằng chương trình tái hiện lễ ban sóc của Triều Nguyễn do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Ban sóc là lễ phát lịch ngày xưa của Triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch. Hàng năm, sau khi Nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong, triều đình tổ chức lễ ban sóc dưới sự điều hành của Bộ Lễ và Khâm Thiên Giám. Lịch được tiến vào Hoàng Cung để cho Hoàng gia dùng. Lịch được phát cho các quan ở kinh thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng. Năm nay, lễ ban sóc của Triều Nguyễn sẽ được tái hiện bằng hình thức sân khấu hóa tại quảng trường Ngọ Môn, là chương trình khởi động Festival Huế 2024, định hướng tổ chức lễ hội 4 mùa. Tái hiện lễ ban sóc là tái hiện tinh thần nhân văn của người xưa và là dịp để du khách người dân Huế cùng trải nghiệm với di sản cố đô Huế trong ngày đầu năm mới. Lễ hội Hoa Xuân Quan năm 2023 diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 22 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Lễ hội có 10 gian hàng đến từ 10 thôn trên địa bàn xã với trên 50.000 sản phẩm hoa cây cảnh các loại như cúc cánh bướm, sắc pháo, đồng tiền, lan cây bonsai. Các thôn sử dụng hoa trang trí gian hàng thành hình đồng hồ, nhà hoa, thác hoa, thuyền hoa, xe hoa. Điểm nhấn ở lễ hội hoa năm nay là thác hoa xuân với chiều cao khoảng 13 mét được trang trí bằng 500 chậu hoa dạ yến thảo. Là địa điểm check-in thu hút nhiều du khách mỗi dịp cận Tết, lễ hội hoa năm nay tiếp tục được đón tiếp đông đảo người dân tại các khu vực lân cận đến thưởng ngoạn. Năm 2023 là năm thứ 3 sự kiện này được tổ chức. Đây là hai cặp quất cảnh được tạo dáng thành hình rồng đặc sắc do ông Trương Ngọc Xuân ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội tạo ra, đang chờ được tung ra thị trường Tết Giáp Thìn 2024. Để chào đón Tết Giáp Thìn 2024, ông Xuân chuẩn bị cho ra lò hai cặp rồng quất với một cặp rồng cuốn dáng đứng và một cặp rồng long vân thủy, rồng cưỡi mây đùa với nước. Đối với cặp rồng cuốn dáng đứng, ông Xuân sử dụng 6 cây quất ta để tạo dáng. Còn đối với cặp rồng quất long vân thủy, ông Xuân dùng hết 12 cây quất được tuyển chọn kỹ càng.
Mỗi con rồng này sử dụng hết 6 cây, được trồng trong hai bình lớn, đóng vai trò như hai cụm chân của rồng. Ông Xuân tiết lộ mức giá 25 triệu đồng cho cặp rồng cuốn và 50 triệu đồng cho cặp vân long thủy. Sáng nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành cầu Bình Minh sau 3 năm triển khai xây dựng. Cầu Bình Minh bắc qua sông Diễn Vọng, vịnh Cửa Lục, có chiều dài hơn 2,6 km, thiết kế 6 làn xe. Điểm đầu nối phường Hà Khánh, điểm cuối giao với quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long. Công trình triển khai từ cuối năm 2020 có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Cầu Bình Minh được đánh giá có những đột phá trong ngành xây dựng cầu Việt Nam từ trước đến nay, đánh dấu những bước tiến lớn trong quản lý điều hành thi công, là cây cầu đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với 6 làn xe cơ giới, với kết cấu 5 nhịp vòm thép liên tục, hai bên cầu có vỉa hè cho người đi bộ, có sàn vọng cảnh và bồn hoa tạo cảnh quan du lịch. Năm 2023 là năm đột phá trong phát triển hệ thống giao thông của tỉnh Hưng Yên. Toàn tỉnh triển khai thực hiện trên 430 km đường các loại với kinh phí trên 7.700 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2022. Hàng loạt dự án giao thông lớn được triển khai như đường đối hai cao tốc, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, đường DT 376-380, 385-387. Ngoài ra, hai siêu dự án là đường Tân Phúc Võng Phan và đường kết nối di sản dọc sông Hồng cũng đã được khởi công nhằm tạo thành hai trục phát triển Đông Tây dọc tỉnh. Tiếp tục bản tin là phần tin quốc tế. Mời quý vị và các bạn đến với một số quốc gia trên thế giới để cùng chào đón thời khắc thiêng liêng của năm mới 2024 với những màn bắn pháo hoa rực rỡ, với kỳ vọng về một năm mới tràn ngập niềm vui và kỳ vọng thành công hơn năm cũ. Thái Lan chào đón năm 2024 bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài 12 phút, trải dài một phần trên sông Chao Phraya ở thủ đô Bangkok. Lễ hội diễn ra tại Icon Siam, một trong những trung tâm thương mại lớn nhất tại Bangkok. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã chào đón năm mới với những màn bắn pháo hoa ngoạn mục vào thời khắc chào năm cũ và đón năm mới. Hàng nghìn người đã tập trung để chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ vào đêm giao thừa tại tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa tại Dubai. Tại châu Âu, Hy Lạp chào đón năm 2024 bằng màn bắn pháo hoa ngoạn mục và đầy màu sắc, thắp sáng di tích cổ Acropolis ở thủ đô Athens. Tại Pháp, hàng trăm nghìn người dân Paris cũng đã đổ ra đại lộ Saint-Élie trong niềm hân hoan khi nước Pháp là nước chủ nhà của Thế vận hội Olympic Paris 2024. Bữa tiệc ăn mừng nổi bật với màn bắn pháo hoa rực rỡ trước Khải Hoàn Môn thể hiện sự hy vọng của người dân Pháp trong năm mới. Đón chào năm mới 2024 với những hy vọng và lạc quan hơn vào tương lai là không khí chung tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đây cũng là thông điệp năm mới từ các nhà lãnh đạo của Đức và Nga. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra quan điểm lạc quan và nêu bật những trở ngại mà nước này đã vượt qua thành công trong năm 2023, cả trong nước lẫn trên trường quốc tế. Trong đó, nước Đức đã ngăn chặn được suy thoái kinh tế, tiết kiệm năng lượng và có sự ứng phó kịp thời. Từ Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định rằng năm 2024 sẽ là năm nước Pháp đón chào với những cam kết quan trọng, trong đó đặc biệt là việc tổ chức Thế vận hội Olympic Paris 2024. Còn tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sự tin tưởng về tinh thần đoàn kết của người dân Nga trong suy nghĩ, công việc và chiến đấu. Tổng thống Putin cho rằng tinh thần này thể hiện những phẩm chất quan trọng của người dân Nga, đó là đoàn kết, nhân ái và kiên cường. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định nước này sẽ không bao giờ lùi bước trước những khó khăn, cho dù là khó khăn nhất. Nữ hoàng Đan Mạch Margaret đệ nhị, quân vương trị vì lâu nhất châu Âu, thông báo sẽ thoái vị vào ngày 14 tháng 1 và truyền ngôi cho Thái tử Frederick. Nữ hoàng Margaret đệ nhị bất ngờ đưa ra thông báo thoái vị trong bài phát biểu trên truyền hình vào đêm giao thừa 31 tháng 12 với lý do tuổi tác và các vấn đề về sức khỏe. Nữ hoàng Margaret đệ nhị, người nổi tiếng với tài năng nghệ thuật rất được lòng dân, bà đã đoàn kết đất nước trong thời kỳ có nhiều thay đổi lớn như toàn cầu hóa, các cuộc khủng hoảng kinh tế như năm 1970-1980, giai đoạn từ năm 2008 tới năm 2015 và đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Thái tử Frederick, 55 tuổi, là hiện thân của một chế độ quân chủ Đan Mạch tự do, hiện đại. Ông rất quan tâm tới môi trường và nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.